Đây là Galaxy A55 5G, một sản phẩm mới của nhà Samsung được rất là nhiều người quan tâm trong cái thời gian mà em nó được ra mắt. Và sau khoảng 3 ngày mình đã sử dụng và trải nghiệm thì hôm nay mình sẽ có một vài những cái chia sẻ muốn đưa đến tất cả các bạn, để nếu như mà ai đang có ý định là sở hữu em Galaxy A55 5G này thì cũng có thể hiểu rõ hơn về những cái điểm cộng hoặc là những cái điểm trừ của em máy nó. Và bây giờ thì sẽ không làm mất thời gian của nhau nữa. Nếu bạn nào chúng ta cũng đang quan tâm về Galaxy A55 5G thì cùng mình bắt đầu vào video review chi tiết về em máy nó ngay bây giờ luôn nha. Let's go. Hiện tại thì Galaxy A55 5G đã được bán tại thế giới di động với 3 phiên bản bộ nhớ là 8GB 128GB và hai phiên bản đặc quyền tại thế giới di động đó chính là 8GB 256GB và 12GB 256GB. Sẽ có 3 phiên bản màu sắc cho mọi người tùy lựa chọn, đó là xanh, tím và đen. Một thông tin chi tiết về sản phẩm Galaxy A55 5G các bạn có thể tham khảo ngay tại đường link mình đã để sẵn dưới phần mô tả video này nhé. Trước khi mà đi vào nói một số những cái điểm sâu xa hơn về cái con máy này thì mình sẽ nói cho các bạn vài những cái ấn tượng khi mà mình được cầm cái con máy này lần đầu tiên ở trên tay ha. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta đừng quên là nếu như muốn theo dõi những cái video mới nhất và ủng hộ Thế Giới Di Động của mình thì các bạn hãy cho video này một like khi mà xem hết nếu mà thấy hay. Bên cạnh đó thì hãy nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Di Động để có thể theo dõi những video sau này của tụi mình nha. À, nhấn nút subscribe rồi nhớ nhấn cái bên. Đầu tiên, nếu mà nói về một số những cái điểm cộng mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là lần này thì Samsung họ đã gia tăng thêm cái sự bền bỉ cho cái thiết bị này của chúng ta. Bằng cách như thế nào? Đầu tiên là khung viền của các bạn sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng kim loại luôn. So với lại các cái dòng A trước đây thì đa số mọi người sẽ chỉ có một cái khung viền hoàn toàn bằng nhựa. Ok, mặt lưng thì có thể gọi là bằng kính một tí xíu đi. Nhưng mà lần này thì chúng ta đã có một cái khung viền hoàn toàn bằng kim loại luôn, nên cảm giác cầm nắm nó cực kỳ là chắc chắn. Cái thứ hai nữa là mặt lưng thì sẽ vẫn bằng kính. Và cái tiếp theo nữa đó là các bạn được trang bị khả năng kháng nước kháng bụi lên tới tận IP67. Thật sự thì trong cái tầm giá này nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà nó đang cận cao cấp rồi. Và xét ngang với lại một số những con máy đến từ hãng khác thì cũng rất là ít những con máy nào có được cái chuẩn kháng nước kháng bụi mà cao như là cái con Galaxy A55 này. Thì với chuẩn kháng nước kháng bụi IP67 thì giúp cho các bạn chúng ta có thể sử dụng được ở trong những cái môi trường gọi là khắc nghiệt nhất, chẳng hạn như là lỡ như các bạn chúng ta rớt điện thoại vào nước nè, ở với một độ sâu, chẳng hạn các bạn đi biển đi hồ này nọ thì cũng không lo là cái điện thoại chúng ta sẽ bị ngủm của tỏi. Cái tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ có khóa chống vân tay trong màn hình. Nhìn đi, xung quanh này sẽ không có bất kỳ một cái cảm biến một chạm nào cả, nút nguồn thì là nút nguồn bình thường. Thì hiển nhiên một việc đó là các bạn sẽ có thể sử dụng được cái công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình. Điều này thì cũng đồng nghĩa một việc đó là sẽ giúp cho người chúng ta có thể tiếp cận được những cái công nghệ bảo mật cao cấp và mới nhất ở trên cái thiết bị công nghệ mà các bạn sắp bỏ tiền ra mua. Thì đó là một số những cái điểm cộng mà khi đập vào mắt mình á có thể thấy được ở trên cái con Galaxy A55 5G này nó sẽ có. Và bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn một tí xíu về cái phần thiết kế của Galaxy A55. Về phần thiết kế của con máy này thì nó có cái điểm trừ và cũng có cái điểm cộng luôn. Đầu tiên nói về điểm cộng trước ha, đó là đập vào mắt mình thì màu sắc rất là trendy và hợp thời. Năm nay thì đa số đi theo cái xu hướng đó là các cái màu dạng pastel. Thì con máy này của mình đang cầm trên tay là màu tím, nhưng mà các bạn thấy là nó cũng rất là nhã nhặn, không có bị quá sớm và không có bị quá đậm, cực kỳ phù hợp đối với cả nam và nữ tùy theo cái gu thẩm mỹ của bạn. Các bạn thích có sử dụng cái màu sắc này hay không thôi. Bên cạnh đó thì sẽ còn có nhiều màu khác như là màu đen hay là màu xanh để các bạn có thể tùy lựa chọn. Hồi nãy thì mình có nói là mặt lưng sẽ được làm bằng kính rồi, khung viền thì là bằng kim loại rồi. Thì mình sẽ next qua cái tiếp theo đó chính là cái mặt trước của các bạn sẽ được sử dụng cái loại kính cường lực Corning Gorilla Glass 7 Plus. Đây là một trong những cái loại kính cường lực thế hệ mới có độ bền rất là cao, cho nên khi mà các bạn chúng ta sử dụng lỡ mà có cầm máy trên cái này có rớt cái này thì cũng hạn chế rất là nhiều những cái tình trạng gọi là bị bể hay là bị nứt kính. Dĩ nhiên có thể bảo vệ được một phần và nâng cao được cái sự chắc chắn, nhưng không thể phủ nhận một việc đó là nếu mà các bạn chúng ta sử dụng quá hồi hộp thì vẫn có thể xảy ra một số những tình trạng bể nha các bạn. Cho nên khi mà sử dụng điện thoại thì mình khuyên chân thành là vẫn phải dán một cái lớp kính bảo vệ cường lực cũng được hoặc là chống chạy cũng được, tùy theo cái tinh tế của các bạn ha. Và cái điểm trừ ở trên cái phần thiết kế của Galaxy A55 này mà mình thấy được đó chính là ở các cái góc cạnh của nó bị khá là sắc các bạn. Cầm nắm ở trên tay đối với một người đã sử dụng máy vuông rất là nhiều rồi, nhưng mà cái cảm giác vuốt chạm các cái góc cạnh này của mình nó rất là cứng và nó cực kỳ nhọn nữa. Khó mà có thể để mà cho các bạn hiểu được hết cảm giác của mình. Nếu bạn nào chúng ta nhà đang gần tới giai đoạn thì có thể ra các cái tụ điểm trải nghiệm sản phẩm sample á. Các bạn cầm nắm như tay thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của mình như thế nào ha. Còn khi mà các bạn chúng ta đeo Oppo á thì nó sẽ có thể giảm bớt đi cái cảm giác này. Nhưng mà cơ bản mình thấy có một cái điểm trừ hơi nhỏ nữa đó chính là cái phần bề dày của con Galaxy A55 này nó đã chưa được gọi là quá hoàn thiện hoặc là quá tuyệt vời. Nó vẫn có một cái độ dày hơi nhiều. Nên nếu mà các bạn chúng ta đeo những cái ốp mà đặc biệt như là ốp chống sóc nó có độ dày cao thì cái điện thoại của bạn sẽ bị cộm lên tương đối khá là nhiều luôn đó. Còn ngoài ra về các cách bố trí hay là các cái cách mà nhà sản xuất mà cho cái khung viền này của chúng ta nó trở nên bóng bẩy và nó đẹp và tạo xước nữa thì hạn chế cầm nắm cái tình trạng là trơn trượt một tí xíu. Bên cạnh đó thì các cụm camera cũng được làm rất là tối giản, không quá hầm hố và không bị lồi quá nhiều. Thì tổng thể cái thiết kế ở Galaxy A55 5G thì nếu được cấp điểm thì mình sẽ chấm cho nó tầm khoảng là 7/10, trừ cái việc là cái khung viền của nó hơi sắc và nó có phần không được quá mỏng nha các bạn. Về phần màn hình thì Galaxy A55 5G các bạn sẽ được trang bị kích thước đó là 6,6 inch hoàn toàn vừa đủ để các bạn có thể làm việc và giải trí trên cái màn hình này. Được sử dụng tấm nền đó là Super AMOLED với độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét cao 120Hz. Máy cũng sẽ có độ sáng tối đa lên tới tận 1000 nits, nên nếu bạn là chúng ta đang là dân chạy xe ôm công nghệ thì vẫn có thể dùng con máy này để mà hoạt động ngoài trời được nha. Vô tư thoải mái gì cho tất cả mọi người. Màu sắc khi mà mình trải nghiệm qua thì đánh giá rằng Galaxy A55 cho cái khả năng màu tươi, sáng và đặc biệt nhất là sử dụng tấm nền Super AMOLED nên mình thấy là độ đen của nó rất là sâu luôn. Thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể tiết kiệm được một phần điện năng khi mà chúng ta xem những cái video là giải trí với là cái độ sáng gọi là mắt cay. Nhưng mà nó cũng sẽ không bị ám vàng các bạn, nó chỉ là đi theo cái thông vàng tầm ấm thôi. Nên nếu mà các bạn chúng ta không bật cái chế độ gọi là bảo vệ mắt lên thì ít ra các bạn chúng ta sử dụng trong những cái điều kiện môi trường tối thì cũng đỡ ảnh hưởng tới cái mắt của chúng ta. Ánh sáng xanh nó không quá nhiều do cũng được trang bị cái công nghệ bảo vệ mắt ở trên cái màn hình này nữa. Nên là các bạn có thể thoải mái yên tâm và sử dụng nha. Còn ngoài ra thì Galaxy A55 5G cũng có đầy đủ tất cả những cái chế độ gọi là bảo vệ mắt ban đêm này nọ, thì nếu bạn nào chúng ta muốn an toàn hơn sử dụng một cách tuyệt đối thì có thể bật cái chế độ lên để giảm và khử hoàn toàn những cái ánh sáng xanh trên màn hình. Và cái phần màn hình này mình có một điểm trừ muốn dành đó chính là các cái viền đen. Mặc dù là được làm cũng khá đồng đều nhưng mà nó trông hơi dày một tí xíu, cho nên khi mà mình trải nghiệm xem phim này nọ thì cảm giác của mình nó vẫn còn hơi kỳ đối với các cái viền này. Giá như nó mỏng hơn tí xíu nữa thì sẽ hoàn toàn tuyệt vời hơn.
Về phần hiệu năng thì ở Galaxy A55 5G được trang bị con chip cả nhà lá vườn đó là Exynos 1480. Phiên bản mà mình đang cầm trên tay là RAM 8GB và nhớ trong là 128GB. Dĩ nhiên là các bạn vẫn sẽ có hỗ trợ về công nghệ RAMless, mở rộng RAM lên tới tận là 8GB. Ai muốn sử dụng bao nhiêu thì các bạn có thể mở tùy ý nha. Và với tất cả những cái trải nghiệm của mình xuyên suốt trong khoảng 3 ngày vừa qua thì mình thấy một việc đó chính là máy phản hồi tương đối rất là nhanh nha. Nó có phần khác biệt so với lại những con máy Exynos trước đây mà mình đã từng được sử dụng. Khả năng load game nặng cũng rất là ok la chứ không đến nỗi là bị quá giật hoặc là quá yếu. Các bạn nếu mà đang đặt cái vấn đề là mua để mà cày game thì có được hay không thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là theo những trải nghiệm và đánh giá cá nhân của mình thì con này có thể chơi được game nặng nha. Ở đây thì mình cũng đã có test qua một số những cái tựa game liên quan đó là Liên Quân hay là Mobile và cũng đã có chấm qua một số những cái điểm cho các bạn. Thì có thể thấy được là điểm Kick Fan 6 là điểm 3D Max ở trên cái con Galaxy A55 này thì cũng hoàn toàn rất là ổn định. Điểm đơn nhân và đơn nhân thì không hề thấp tí nào, đều nằm ở cái mức gọi là rất ok trong tầm giá. Cho nên hiển nhiên một cái việc là khi các bạn chúng ta sử dụng hỗn ra mình thao tác đa nhiệm đóng mở app để mà làm việc mở 2-3 tab thì cũng rất là trơn tru, có mở thêm RAM Plus nữa mà. Còn nếu mà nói về chơi game thì đầu tiên là với tựa game Liên Mobile các bạn có thể bật lên được max setting rất là ok la. Trong cái mức cấu hình và giá tiền như thế này thì dĩ nhiên là không có một cái sự gì đó ràng buộc đối với lại cái tựa game này rồi. Và quá trình khi mà mình đánh nào cũng như là đi rừng hoặc là đánh trụ, đánh lính thì đều ổn định, tình trạng drop FPS gần như rất là ít luôn. Và cái mà mọi người sẽ quan tâm rất là nhiều đó là về phần nhiệt độ thì ở con máy này có bị nóng rang lên hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người, sau khi mà mình cày vài trận rank rồi á thì nó vẫn không có bị nóng lên quá là nhiều. Thậm chí là mình cầm máy trần để mà chơi game, cảm giác cầm nắm ở trên tay hoàn toàn vô tư, không có gì để chơi cả. Còn nếu mà chuyển qua cái tựa game Mobile thì ở cái phần setting đồ họa của nó sẽ có phần hơi giới hạn một tí xíu. Dĩ nhiên không phải là một chiếc máy quá cao cấp, hiệu năng quá đỉnh nên các bạn có thể là bật cái gì nó cũng mắc hết cả. Nhưng mà theo như cá nhân của mình thì mức setting vừa đủ như thế này cũng đã có thể giúp cho người dùng có những cái trải nghiệm là ok rồi. Quá trình khi mà mình di chuyển hay là bắn á, đặc biệt chính là cái phần ghiềm tâm. Bởi vì chơi Liên Quân Mobile thì cái ghiềm tâm đó là cái quan trọng nhất. Thì ở Galaxy A55 5G mình thấy làm rất là ok nè. Và những bạn nào chúng ta đang quan tâm về cái phần tựa game Mobile cần cày rank thì có thể yên tâm nha. Con này bắn đâu là chuẩn đó luôn. Những tình trạng giật lag thì gần như rất là ít. Cho nên nếu bạn nào chúng ta đang đặt cho mình một cái câu hỏi đó chính là con Galaxy A55 5G này nó có thể đáp ứng được những cái tác vụ nặng hoặc là chơi game nặng hay không thì xin thưa với các bạn là có thể thoải mái vô tư yên tâm chơi được những con này luôn nha. Còn về phần pin thì máy được trang bị dung lượng là 5015mAh đi kèm với máy sẽ là hỗ trợ sạc nhanh lên tới tận 25W. Hơi đáng buồn ha, tại vì với cái thời điểm bây giờ nhiều điện thoại khác người ta đã công suất cao lắm rồi, con này thì vẫn tập trung ở chỉ 25W mà thôi. Thì khi mà mình cho chạy cái bài test là sử dụng liên tục với tất cả những cái tác vụ cơ bản hàng ngày, bên cạnh đó thì cũng có cả chơi game luôn. Thì cái mà khiến cho mình ấn tượng nhất đó chính là thời lượng sử dụng quá tốt, các bạn lên tới tận là 9 tiếng 48 phút. Con máy này mới sập nguồn 0%, không còn sức lực nữa. Thì đây là một cái khoảng thời gian rất là lâu và dài rồi, nên nếu mà là chúng ta đang cần cái thiết bị có thể sử dụng cả ngày trời thì dĩ nhiên Galaxy A55 5G hoàn toàn có thể ứng được. Còn về khả năng sạc lại thì mặc dù không quá nhanh nhưng mình thấy nó cũng khá là ổn, là mất khoảng 1 tiếng 31 phút có thể sạc đầy được 100% dành cho con Galaxy A55 5G này. Cuối cùng là về phần camera thì ở máy sẽ được trang bị 3 ống kính sau, trong đó thì camera chính có độ phân giải cao đến tận là 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và một camera còn lại hỗ trợ chụp macro 5MP. Camera selfie của máy thì sẽ có độ phân giải là 32MP. Về giao diện trong camera thì gần như mọi người sẽ có đầy đủ tất cả những chế độ chụp ảnh, không thiếu một cái gì cả, có chế độ vui nhộn, chế độ portrait và chế độ chụp đêm, không thiếu cái gì cả. Ngoài ra đó thì ở Galaxy A55 5G sẽ còn có hỗ trợ cho người dùng chúng ta quay video với độ phân giải chuẩn 4K, mang đến được cái chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét. Mình đã có test qua một vài những đoạn video về độ phân giải 4K thì bây giờ các bạn có thể xem thử và đánh giá coi là nó như thế nào nha. Đây là video quay với lại chất lượng 4K 30FPS, mình đang quay trực tiếp bằng Galaxy A55 5G, không hề bật chế độ chống rung cũng như là không có sử dụng bất kỳ một cái mic thu âm nào hết. Các bạn có thể xem để mà đánh giá về cái chất lượng chống rung cũng như là chất lượng thu âm và chất lượng hình ảnh của video này. Mọi người thấy như thế nào thì hãy để lại dưới phần comment cho mình biết với nha. Và bên cạnh đó thì với camera chính độ phân giải cao tới tận là 50MP thì sẽ cho bức ảnh cực kỳ chi tiết. Tuy nhiên thì các bạn chụp ở điều kiện thông thường và auto thì nó chỉ đang là maximum là 12MP mà thôi. Nhưng mà đổi lại các bạn vẫn thấy màu sắc và nước ảnh cực kỳ là trong trẻo. Màu thì sao? Tươi tắn và sáng nè. Các cái điểm mà gọi là bị cháy sáng hay là bị gọi là bị chói quá thì đều có HDR hỗ trợ xử lý lại bức ảnh nên là nhìn tổng thể nó hoàn toàn rất là đẹp. Bên cạnh đó thì khi mà chụp với lại cái chế độ ban đêm thì máy sẽ đẩy sáng lên rất là tốt, bù sáng lại cho những cái khu vực gọi là quá tối. Bên cạnh đó thì bức ảnh không có bị noi nhiều nè, hạt cũng không có mà độ chi tiết thì lại rất là cao. Và điểm cộng khi mà mình chụp ở trên chế độ ban đêm mà mình rất là thích đó chính là nó có thể sử dụng được cả góc rộng và cái thứ hai nữa là zoom 2x, nhưng mà chất lượng chi tiết thì vẫn rất là ok. Khi mà các bạn zoom lên, nếu mà một số những điện thoại khác mình chụp á, mình thấy là có thể gọi là bị hạt nè, bị bể nè, hoặc chi tiết nó bị xuống. Nhưng mà ở trên Galaxy A55 5G thì mình thấy hình ảnh cho ra cũng rất là ngon lành, không có bị giảm chi tiết đi quá nhiều. Còn về khả năng selfie của bức ảnh á, thì sẽ cho một cái da dẻ rất là mịn màng, hồng hào, bởi vì Samsung thì cũng có đi kèm với tính năng làm đẹp da cho tất cả mọi người luôn. Và 32MP thì cũng là một cái bức ảnh có chi tiết cao, hỗ trợ cho các bạn nếu mà chụp xong thấy vẫn chưa ưng thì có thể bóp mặt này, chỉnh mũi hay là chỉnh mắt này nọ, vô tư thoải mái mà không sợ bức hình của các bạn sẽ bị mất đi chi tiết nha. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ thật là chi tiết cho các bạn về Galaxy A55 5G. Nếu như đang có ý định mua là điểm hiện tại mà các bạn sẽ cần phải biết những cái điều này. Tổng kết lại thì em nói có những cái ưu và nhược điểm như sau. Ưu điểm đầu tiên đó chính là về cái phần thiết kế quá là đẹp và cực kỳ là bắt mắt. Cái số 2 đó là hiệu năng ổn định trong cái tầm giá này nha. Thường thì mọi người nghe tới Exynos thì hơi ngán đúng không? Nhưng mà rõ ràng cái con chip lần này nó làm quá tốt. Khi mà chơi game hay là làm các tác vụ nặng thì nhiệt độ nó cũng không bị quá cao nên hoàn toàn thoải mái cho người dùng sử dụng. Số 3 đó chính là chúng ta có khả năng kháng nước kháng bụi đến tận 2067, tha hồ mà mang đi biển, nhưng mà không khuyến các bạn đem xuống nhúng nước nữa nha. Làm gì làm cũng phải bảo vệ cho máy nó một cách hoàn toàn nhất có thể. Cái số 4 nữa đó chính là các bạn sẽ có khung viền hoàn toàn bằng kim loại này, mặt lên thì được làm bằng kính, mặt trước thì là kính cường lực Corning Gorilla Glass 7+. Cái tiếp theo nữa đó là dung lượng pin thì cực kỳ cho nó tận 5015mAh, sử dụng xuyên suốt cả một ngày dài mà cũng không bị gián đoạn. Vậy thì còn về nhược điểm thì sẽ có một vài cái như sau. Đầu tiên đó là các cái viền đen của nó chưa được làm quá mỏng. Theo như cá nhân của mình trải nghiệm thì mình thấy nó vẫn còn hơi cứng cứng, chưa được quá ok. Cái số 2 nữa đó là mặc dù khung viền trendy, hợp thời, vuông vức nhưng mà làm hơi cứng, cầm nắm trên tay nếu mà sử dụng máy trần thì hơi khó chịu tí xíu nếu mà cầm lâu vì dài. Cái số 3 nữa đó chính là máy sẽ không có công suất sạc quá nhanh, chỉ là 25W. Nên vì thế đối với những bạn nào thường xuyên gấp giống như mình thì đây có thể cho là một cái nhược điểm. Và đó là toàn bộ những ưu và nhược điểm về em Galaxy A55 5G này mà các bạn cần phải biết. Vừa rồi là bài đánh giá chi tiết của mình về Galaxy A55 5G. Các bạn nếu như
thấy hay thì đừng quên để lại một like và nhấn nút đăng ký kênh của Thấy Đâu để có thể theo dõi những video tiếp theo sau này và nhiều con máy khác nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đánh giá kết thúc của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau. Đừng quên nếu như mà ai đang quan tâm về Galaxy A55G thì bấm vào đường link để xem những video của cả video nhé. Bye bye.